Ôi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Hôm nay mình sẽ lên hai cái yếm bẩn cho anh em nha. Hai cái yếm bẩn dành cho anh em gắn xe custom nha. Đây, hai cái dành cho anh em gắn xe custom, thì anh em thấy là hai cái màu nó hơi khác ha. Cái này là màu nó hơi đục, nó dành cho 93, 94 trở đi, nó sẽ hơi đục. Còn này là nó màu trắng, từ 92 đổ lại, từ 88, 89, 90, 91, 92 là nó màu trắng nè bạn, trắng sữa nha, trắng sữa luôn. Còn từ 93, 94, 95 cho tới 208 là cái bẩn nó sẽ đục, đó. Thì cái bẩn này nó không có logo nha anh em, đời cao không có logo. Này mình đã đóng luôn logo luôn rồi các bạn. Đó, phải vô luôn logo nha. Cái bẩn màu trắng sữa này giá nó gấp đôi cái bẩn này. Cái này là giá bình thường thôi. Còn cái này là hồng VIP mà giá gấp đôi. Okay, giờ mình sẽ quay chi tiết hai cái cho anh em. Anh em thích lấy cái đầu lấy nha. Bẩn này thì xe nào gắn cũng được, tại vì giá nó bình thường. Còn bữa kia là xe VIP, siêu VIP gắn vô nó mới đẹp nha. Về tình trạng bẩn là nguyên zin 100%. Cái miếng chỗ đây nó bị gãy, cho nên người ta hàn lại cái cục này, tức là giống như cái cục này nó bị gãy ra ngoài luôn á, rồi người ta hàn lại cái cục này đó. Còn lại mọi bộ phận khác trên cái yếm là nguyên zin chưa hàn đó các bạn. Hiểu vấn đề không? Bây giờ mình sẽ soi, quay kỹ cho anh em soi nha. Đó, này là chưa đánh bóng nha, chưa đánh bóng, đẹp nha các bạn. Đấy, cái đèn hơi chó để mình giảm cái ánh sáng xuống đó cho nó bớt chó không mà. Bớt chó chưa, cũng còn chó chắc phi. Mua điện thoại xịn quay cho nó khỏi chó quá. Thôi. Đó, đẹp nha bạn. Chưa nứt nha. Tốt. Chưa nứt hàng nha. Chỉ có một dấu tí xíu nãy mình nói thôi. Còn mấy chỗ khác là đẹp hết nha các bạn. Đó. Bẩn tháo xe là đương nhiên nó sẽ có một vài vết chày xước này nọ các bạn. Chứ đừng đòi hỏi trong bịch nha. Còn muốn mà lắng om chưa có chạy xước gì thì phải lấy hàng trong bịch thôi. Nó cũng đẹp nữa là anh em đánh bóng. Lưu ý là tất cả những cái bẩn này là mình chưa có đánh bóng nha các bạn. Đấy, 100 à. Đó, nhìn sơ bộ là nhìn chảy nước miếng rồi các bạn. À, nách nè. Cái này nó tầm khoảng là nó đẹp tầm khoảng 94% nha các bạn. Tầm 94% nha, từ 93 cho tới 94%. Đó, cái sườn cho mà sườn nách nè, đẹp nè, đó, đẹp, chưa bị tét các bạn. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ lên cái VIP này, mình để chứ cái tâm VIP mà. Cái này là lắng bấm luôn, hầu như là không có vết xước luôn các bạn. Nó có vết cào, có vết cào nhẹ ở đây, nó bị xước xong rồi người ta lấy dao lam người ta cào mà. Đó, đây nhìn xa 1 mét là như xé bịch luôn, rất là đẹp các bạn. Cái này màu trắng sữa nha, đó, rất là đẹp, logo rất là đẹp ở trong này. Đó, mới chát luôn các bạn, mới chát luôn. Này, xe neo màu vào tầm phải là phải 50-60 triệu cho lên gắn này nha, 50-60 triệu cho lên gắn này nó mới hợp rồi. 50 triệu cho tới 100 triệu gắn cái này là nhức nách luôn nha. Đó, cái này là tháo xe cột. Mấy anh em thấy mình bán xe là mấy anh em biết rồi. Xe toàn là xe cột không, mình rã đồ ra bán cũng toàn là đồ cột không,
nên anh em đừng có thắc mắc tại sao đồ nó mắc tiền nha. Muốn rẻ thì có rẻ thôi, còn em muốn rẻ nữa thì có những cái quẩn nó có nứt hàng nhiều, nó có một hai vết nứt hàng nó sẽ rẻ xuống nữa nha. Còn đây là hàng siêu tầm đấy mà. Ở trong cái đống bẩn của mình thì cái này là mắc nhất. Ở trong số là đèn vuông có đề là mắc nhất. Rồi, hai cái nha. Bẩn không đề 81, 86 mà mình cũng có luôn nha các bạn. Nhưng mà trong phạm vi đây là cái clip dành cho xe đèn vuông có đề, để mình quay nó không có lẫn lộn các bạn. Đó, các bạn so sánh nha. Đó, hai cái, hai cái nha. Bên đây, giá gấp đôi này. Còn anh em có nhu cầu lấy cái nào, nhắn tin trong Zalo giúp mình, hoặc là gọi trực tiếp, mình sẽ báo giá nha. Phương thức mua hàng thì những em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Tất cả những sản phẩm bên shop mình bán là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.